Thôi chúng ta chọn kết nối Sony SBT40. Những lần sau nó tự nhớ luôn các bạn ha. Và đây mình giới thiệu với các bạn con Sony SBT40. Trong 2 tuần trước mình có đăng một con mà bán về Đắk Lắk rồi. Còn con này mới về hàng trong 10 con Bluetooth mà mình đã làm clip tổng hợp. Và báo giá với các bạn con này là 3 triệu 300 ngàn ha. Giá cực kỳ tốt luôn. Và con đời 2020. Cũng cái mẫu mã SBT40 này đúng là Sony bán phải gọi là rất là dài. Có thể là do bán chạy các bạn ha. Ở thị trường của Nhật, trên cái trang web mà các bạn có thể tìm hiểu sony.japan, các bạn sẽ thấy ngay SBT40 và thông số kỹ thuật cũng như là những cái phần tính năng của bộ máy này. Cái bộ 2 tuần trước mình đăng là ở phía sau ghi là 2015, còn con này ở phía sau đóng là 2020 luôn ha. Cùng một mẫu mã, nhưng mà con này thì nói chung là đây, kết nối Bluetooth chuẩn IPTX, chuẩn IPTX và cho một cái kết nối dung lượng lớn, chất lượng cao, ngay cả chơi nhạc lossless thông qua tín hiệu Bluetooth cũng rất là chuẩn ha, không có độ trễ. Kiểu dáng hiện đại và kích thước là 22 chiều cao ha các bạn. Và chiều sâu cũng 22 luôn, cũng thuộc hàng rất là sâu so với cái tỷ lệ của cái chiều cao và chiều ngang. Cả bộ mà các bạn đặt sát như vậy á là 45 cm. Các bạn hãy để ý nha, cái đầu máy nó có chiều sâu bằng với cái loa, rất là cân đối. Rồi, và còn một cách để các bạn đặt nữa, đó chính là cách đặt nằm xuống. Thì như vậy, nếu mà các bạn có một cái không gian chiều cao hơi bị hạn chế thì các bạn có thể đặt như vậy. Hãng thiết kế đã tính toán rất là kỹ ha. Và như vậy thì các bạn cũng có thể đặt cả một cái tivi lên, nếu các bạn kê một cái gì đó đặt cái chân tivi lên đây. Và con này có cổng 3.5 ở phía sau, các bạn có thể kết nối bằng cổng 3.5 với tivi với lại máy tính. Còn Bluetooth thì các bạn có thể kết nối cả với lại điện thoại và cả với tivi, hoặc nếu các bạn có máy tính có Bluetooth thì có thể kết nối được luôn nha. Và bên cạnh cái phần Bluetooth chuẩn đời cao có chuẩn IPTX cộng với CD đọc tốc đĩa chép nè, và có USB để mà nghe nhạc MP3, cũng có thể để cho con học bài hoặc là cho các bạn nghe kinh kệ buổi tối gì đó này. Ở phía sau còn cổng 3.5 nữa. Loa vuông vứt góc cạnh hết các bạn. Và cái vân gỗ nhìn đẹp ha. Cái vân gỗ con này nó rất là rõ ràng, chi tiết đó. Thành gỗ cũng dày chứ không có bị hiện tượng quá mỏng so với những cái dòng đời ngoài thị trường, đời mới. Đã kết nối cho phần âm thanh. Và mình sẽ chơi ngay cái phần nhạc bằng lossless, nhạc trữ tình trước nha. Có điều khiển học chỉnh full tính năng kèm theo với mức giá là 3 triệu 3. Mức giá cực kỳ tốt luôn. Đảm bảo các bạn nghe là thích ngay. Tại vì nếu mà các bạn so sánh một con kích thước nhỏ gọn như vậy mà cho một cái chất âm phải gọi là âm trầm đủ cái độ sâu, chơi được cả nhạc mạnh, dance pop remix, và cái trap này cũng khá là bén các bạn nha. Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm. Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm thêm súng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thở dài. Đời chốn xa buồn thương nghe quang gánh, em còn khêu sáng anh đèn từ sương mai. Mẹ biết bây giờ con ngồi hồ nhỏ, gió hẹn mưa thề một khi con về. Có thể tương tác ngược, các bạn có thể bấm nút play, nút qua bài, nút ngưng ở trên này. Và điện thoại chúng ta đang chơi Bluetooth và nó cũng ngưng theo. Cái file mình đang chơi là file lossless, có đuôi chấm flux các bạn ha. Truyền tải cái đường truyền Bluetooth dung lượng lớn, chất lượng cao qua cái máy này cũng rất là tốt. Và đây, để các bạn thấy hiện cái Bluetooth đang hiện lên nha. Và mình
nãy có chỉnh bằng cái điều khiển như các bạn thấy. Con này có cái phần tăng chỉnh Super Bass tắt mở và chế độ Equalizer cài đặt sẵn. Flat là cân bằng nè. Tiếp theo là Rock tăng bass trep lên. Pop là cái phần trung âm và ra. Rồi Classic, và con này nó tăng cường thêm một cái Equalizer chế độ R&B. Chế độ này nghe trữ tình khá là hợp các bạn nha. Theo mình đánh giá thì con này bật qua chế độ R&B nghe trữ tình hay, và guitar rumba cũng ok. Còn nếu mà guitar rumba các bạn có chuyển qua chế độ Rock, tăng bass trep lên, đánh nó nịnh tai hơn. Còn chế độ R&B này, cái phần trung âm á, nó sáng rõ và cái phần nhạc cụ rất là chi tiết. Và xin đảm bảo với các bạn luôn là khi mà các bạn nhìn thấy con này, cái ngoại hình gọn, đẹp, hiện đại, nhưng cái phần công suất của nó vừa mở lên là các bạn khi mà mở ở ngoài á, các bạn sẽ cảm nhận rất là khác biệt với cái ngoại hình của nó. Rất là bất ngờ nha. Tại vì chắc thời điểm này nó chung là nó tích hợp với cái phần công nghệ nhiều. Cái phần loa thì cũng gọn thôi, nhưng mà cái phần công nghệ, cái phần nó khoa học hơn, nó làm cho một cái công suất tốt hơn trong một cái không gian nhỏ gọn. Và các bạn nhìn thấy cái con này thì có cái màu xám lông chuột ha, kết hợp với cái mặt gương rộng, chữ lớn và sáng rõ. Con này nó có cái vác ở đây nè, cái điểm vác nha, nhìn cũng khá là ngầu. Rồi các bạn quan sát kỹ hơn. Ở trên này cái dấu này là cái dấu NFC, thì các bạn đặt cái điện thoại lên, nó cũng giống tín hiệu Bluetooth nhưng mà nó sẽ kết nối nhanh theo kiểu là để điện thoại lên nó tự nó bắt với cái chế độ NFC Bluetooth dạng NFC các bạn ha. Này, đấy, các bạn thấy đẹp ha, hậu sâu. Có lỗ thông hơi phía sau nè. Đó, màu gỗ còn tươi luôn nè. 8 ohm, cái trở kháng khá là lớn. Và đây, các bạn có thể tham khảo thêm trên Sony.Japan và FPT40. Con này có hai phiên bản màu là sorry các bạn, màu trắng và màu đen kết hợp với lại xám lông chuột. Thì gần như về con nào cũng là màu đen phối xám lông chuột này. Những cái đợt về con Bluetooth này thì chắc là cái màu này được cái màu yêu thích hơn. Bên cạnh con SBT 40 này, đợt này có con SBT 300 luôn, chứ không phải 400 nữa, chứ không phải 100. Đây các bạn, SBT 300. Đây, ở bên dưới này cũng là màu xám, nhưng màu xám lông chuột, nhưng mà nó có cái rạ gương theo kiểu vân nhôm xước. Còn thiết kế thì các bạn nhìn thấy không, tông màu rất là giống ha, đen, mặt gương đen, có cái điểm khuyết và đi là cái điểm nhấn ở đây, nút mạ kiểu là mạ chrome. Thì con này có công suất lớn hơn và ngoại hình lớn hơn. Còn về cái kiểu dáng thì các bạn thấy rất là giống nhau ha, và âm thanh nó cũng khá là giống nhau, tương đồng. Con này thì nó có cái điểm nhấn hơn ở cái nút này, là nó có những cái khía nè, nó làm cái khía nè, lúc mà xoay nó ánh gương lên rất là đẹp. Rồi đó là phần Bluetooth và các chế độ tinh chỉnh. Còn ở đây các bạn có thể chơi được cả CD đĩa chép nha, đĩa trầy luôn, mắt còn rất là mượt. Cổng 3.5 nè, ở phía sau á còn CD nè, còn USB nè. Con này có mức giá là 3.3 triệu, là giá đang sale cực kỳ tốt luôn nha, là hiếm gặp lắm các bạn. Còn con Sony SBT 300 có mức giá là 4.3 triệu, cũng đang được sale luôn. 8 bài nè ha, bấm play các bạn. Nó nhớ cái vị trí chơi đĩa luôn, có nghĩa là mình đã test trước rồi mà mình ngưng chuyển qua chế độ Bluetooth để quay clip, thì khi mà bấm play cái phần CD nó vẫn quay lại với cái vị trí mà mình đang chơi trước đó. Nó cái âm trầm rất là sâu nha, với một con gọn như vậy cái âm trầm là rất là bất ngờ luôn á. Cái con đợt trước là cái anh mua trên Tây Nguyên á, mua cho con trai, thì cả hai cha con cùng nghe luôn. Lúc đầu nhận thì cũng thấy cái máy nó hơi nhỏ, nhưng mà khi mà bật lên nghe thì đúng là cái cảm nhận âm thanh của nó tạo một ấn tượng thay đổi hoàn toàn. Và đây là đang đĩa CD, và các bạn có thể chuyển qua USB
và có thể sử dụng điều khiển nha. Cổng này cổng tai phone, gắn cái tai phone vào nếu các bạn muốn nghe hay hơn khi mà gắn trực tiếp vào điện thoại hoặc là máy tính. Bên cạnh đó là nó sẽ khuếch đại cái phần công suất lớn hơn so khi với gắn trực tiếp. Nếu mà các bạn đang sử dụng những cái tai phone có trở kháng lớn đắt tiền. Ok, clip test của chúng ta khá là dài rồi. Đủ thể loại nhạc cho các bạn và đủ các tính năng. Con này mức giá 3.3 triệu kèm điều khiển học. Mức giá cực kỳ tốt luôn á. Đời 2020 nha. So với con đợt trước là 2015 này, nói chung cách tới 5 năm nhưng mà vẫn để cho các bạn cái giá gọi là bằng đợt trước luôn rồi. Và các bạn có hai cái tùy chọn. Một cái dòng này, hai là cái dòng BT300. Còn cái dòng ở giữa là SBT100. Cũng 2 tuần trước mình cũng có đăng và cũng bán rồi. Nhưng mà SBT300 thì nó mạnh mẽ hơn, công suất lên tới cả 100W lận. Và còn nếu mà các bạn chơi không gian phòng ngủ, phòng làm việc, để trên bàn làm việc, trong không gian phòng ngủ thì đảm bảo con này đáp ứng tốt và ngay cả phòng khách chung cư nha các bạn ha. Còn phòng trọ, ký túc xá này nọ cứ thoải mái. Thật sự nhiều khách mua ghé mình nói là ở phòng trọ. Thì lúc đầu ai cũng muốn cho mình một cái phần công suất lớn, ai mua máy cũng vậy cả. Nhưng mà thật sự khi mà về tới đem vô phòng á, để phòng trọ này nọ, thì cái điều mong muốn là cái độ âm thanh chi tiết chứ không phải là công suất quá lớn, bởi vì lúc nào cũng thật sự chỉ để nghe vừa phải thôi, còn không có muốn ảnh hưởng cái xung quanh, đặc biệt là phòng trọ luôn. Muốn nghe cho nó đã, nhưng mà ngược lại là cái công suất thì mở lớn lên quá thì sẽ ảnh hưởng xung quanh. Cái điều quan trọng là cái âm thanh nó chi tiết, nghe lâu mà cảm thấy vẫn thấy thích chứ không có bị mệt và không có bị ù. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và nhớ bấm like cho mình các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm trên website hangdoidienhiệpvụ.com. Còn có thể nhắn tin qua Facebook hoặc Zalo. Mình có để số điện thoại bên dưới và địa chỉ số 1D, đường 12, phường Lạc An, quận Tân, đối diện cổng chào bến xe miền Tây khu Tên Lửa. Các bạn có thể lại xem hàng trực tiếp. Hàng về nhiều lắm các bạn ha, hàng về rất là nhiều. Còn trong kho nữa. Rồi với cái con này thì đặt cọc 500, giao tận nơi thu hộ và còn lại được xem hàng trước khi nhận.